Kính thưa quý Phật tử, kính thưa quý đạo hữu gần xa, kính thưa quý bạn hữu chưa để tâm đến giới mẫu. Trong tín ngưỡng và tâm linh của người Việt, việc thờ mẫu là hiện tượng khá phổ biến, vì có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Mẫu có nghĩa là mẹ, là đấng sinh thành nuôi dưỡng cả vũ trụ bao la và của tất cả chúng sinh. Sự cao cả của người mẹ trong tâm thức người Việt cũng như trong tâm linh, đó chính là Phật mẫu. Thế nhưng cho đến nay có không nhiều người biết về đạo mẫu. Chính mẫu khai thiên lập địa ra toàn nhân loại, vạn vật, sinh linh. Trong giáo lý đạo Cao Đài viết, chúng ta đã có một bà mẹ là Phật mẫu, cầm quyền năng tạo thành xác thịt hình hài của ta. Như vậy cho thấy tất cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay tất cả vạn linh đều là con của Đức Phật mẫu. Hôm nay chúng tôi là những người nghệ sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu và ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Âm nhạc Thành Vinh, Hoài Thanh. Âm thanh Khải Hoàng Bảo. Biên soạn lại lời kinh Trần Thanh Hải. Thực hiện chương trình nghệ sĩ Châu Thanh. Chúng con là những người Phật tử của chùa Phật Mẫu tại ấp 3, xã Minh Long, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Với sự hiểu biết có hạn của chúng con và đồng đạo về đạo mẫu, nhưng với lời truyền dạy của mẫu qua những câu kinh, chúng con phổ thành thơ để cho quý đồng đạo, quý đạo hữu gần xa, cũng như quý bá tánh chưa có dịp đến với mẫu, nhằm cảm nhận từ tâm, nhìn nhận từ thực tế, hướng đến làm điều lành, bỏ điều ác. Dân đăng dân đuốc thiên thành tâm kính mẫu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương, điểm quang tỏ ánh chiếu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Mẹ giáng thế độ oan non nước, chuyển quyền linh ban phước vạn dân. Buồn thương sầu đông bâng khuâng, nhìn đăng lòng tưởng mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngự chim loan tại miếu, tinh thềm tay quyền diệu ân linh. Bút cờ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu. Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sóng ào, bao nhiêu sóng lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiềm hạnh con. Dân đăng mẹ chứng lòng son, vạn dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân hương ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt nguồn thương. Chốn trần trẻ dài dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng đàn.
dâng nén hương lời vàng cung kính. Tiếng trẻ thơ nguyện thành mẹ hiền, lại cầu giọng thấu cung tiên nơi tay dương mẫu diệu quyền chứng minh. Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, đạo quần khai truyền mở khắp nơi. Gắn tu thoát tục xa đời, quê tiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khê non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban. Chính do hoàng mẫu chính an độ cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làn khói bạc ngục mù bay tỏa, tâm hương thành hiện rõ diệu cùng. Đại hương mẹ ngự không trung, tức tâm kẻ thế soi chung gương hiền. Tam nhật màu cố xiên bái màu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dâng nén tâm hương lạy mẹ phụ đức thập phương an lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làn khói trầm mượn bay tỏa, nhớ mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết quyên cầu, mẫu từ vô điển nhiệm màu chứng minh. Chốn trần miền cung nghinh đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương thần mẹ phú càng khôn, chuyển khai quần đạo pháp môn hành từ. Đạo kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thăm viếng mẫu thân. Trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền đi. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi cầu linh mẹ chính an non nước. Điển mẫu từ ban phước
chúng sanh. Trần gian biết léo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ba, tâm chánh giáo đạo vàng rực rỡ, hát bồ đề nay nở rừng cây. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân hoa hoa tươi thắm kinh dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương, dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cũng dường dân hoa. Lời vàng cầu thiết tha ai quan, chốn dương trần tờ hán phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngài kỷ mẫu sớm trưa bay màu, tín chân thành dòng thấu diệu cung, gắng tu nói chi ba tùng bồ đề hành nguyện thơm chung. Đêm quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu, lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin sanh chung sớm hầu diệu cung. Người chốn thế hiểu trung trọn giữ, hồi long qua mẫu tử tương phùng, hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rỗ nở tại cung diêu trì. Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ, lại mẫu thương gian thế chứng minh, tai ngà dân đoá hoa xinh, thỉnh cầu mẹ giáng điển linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân hoa hoa tươi xanh thành tấm cung kính,
tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn. Điển linh phủ khắp càn khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn giang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giang trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều xô đổi nhàn thanh. Mùa màng sung túc tươi xanh, quả thơm thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sự, kỷ niệm ngài mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chân tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân thủy cung kính dân thủy thanh thơm ngát, nhớ trăng mười thập bát hằng niệm. Đúng ngài giáng thế mầu hiền, thủy thanh bát ngọc khấn nguyện cung nghinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rào bước ngao du, vào nơi biển thanh rừng nhũ tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bay, điện mẫu từ phủ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngự nơi thượng còi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu phản chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngà ban chung con lành. Chính mẹ tạo non xanh tươi thắm, biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lăng, điện quyền linh tỏa sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương,
lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dường sanh bảo mạng chân kinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chân linh màu xét soi vô trụ, điện âm dương kết tự anh nhi. Thương tầng mong ngữ phương phi, phân ra thiên địa chỉ vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Mẹ phân nam bắc tây đông, một phương tâm hướng bao gồm càn khôn. Chính mẹ tạo tôi hiện chúa thánh, phổ điện linh chân tâm tâm thành. Chẳng ngừng qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi. Mẹ phán vua thiên hoàng con trường, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba di nữa phân rài sau đây. Vua Phục Hy ngài hay biên qua, bác quay phân phát quả hiệp định. Chỉ rành tam hướng thinh thần, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo chậu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiển viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chốn trần, để cho người tế tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thương tầng bao khổ điểm thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời xanh nước biếc, khắp bốn mùa tâm tiết trời xây. Gió ngàn to lớn tầng mây, quá xanh như loài cỏ cây thú cầm. Có ngũ nhạc bông trầm ngân trôi, khắp nước từ màu dương sanh. Cả đời dương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tuyết lành sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung vườn, sáu thứ gạo dành thương nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển dinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phú đầy. Nào châu quận thôn làng tinh quyền, kẻ lâu đài cung điện nguy nga. Am chùa quan xá lập ra, hiền thần tiên thanh mẹ đã thượng phân. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do màu tạo xuất ra. Dương hầu vàng quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế vương cung kính mẫu hoàng thượng tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển tạc hành. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điện mẹ dưới trên phân rõ,
lo, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoằng khai đại đạo nhiệm màu, hoa xanh vốn biển năm châu tươi mừng. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điện chân linh phước về đại ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành như thảo đàn tràng cung ninh. Phước lộc thọ hiện dính gió màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thạnh nhà yên, lời châu một dài gắn chuyên tu thiền. Từ ngàn xưa đến nay, người mẹ luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống nhân loại. Không có người mẹ sẽ không có danh nhân, không có anh hùng. Chính mẹ là đấng sáng tạo ra những nhân cách kỳ diệu, kỳ vĩ và huyền diệu. Mẹ đã chắc chiêu cuộc sống, chịu đựng gian khó để cho các con có cuộc sống tươi đẹp. Chính mẹ tạo ra ấm áp để sưởi ấm con tim, dù con đang ở bất cứ nơi đâu xa xôi nghìn dặm. Chính mẹ che chở những lúc yếu mềm, cho đời con dù bước qua giông bão. Chính mẹ tạo nên bình yên, trút mọi ưu phiền, những ngày con vất vả mưu sinh. Chính mẹ mới thấu hiểu những điều con chưa muốn nói. Nếu định nghĩa về mẹ, chúng con không thể nào kể xiết, chỉ biết rằng mẹ mang đầy đủ những đức tính cao quý nhất của nhân loại. Mẫu tạo ra lành thế lúa dài, cùng quả hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt đắng cay, lúa ăn thức uống rừng cây ai tường. Hành ở khẽ gừng đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau. Quá xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào. Lại có giống chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm tốn huyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son có tả, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đai áo mão phụ hoa, bạc tiền vật dụng hiện ra hằng ngày. Chốn dân trần con lành tỏa hưởng, bao nhiệm màu mẹ thưởng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Mặc dầu màu trúc điện quang, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Dương trần như thế bèo trôi, cành trời trong rồng
thảm sâu nặng tay. Ngoài càn khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát cũng lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiểu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị thiêu. Muốn loài vật vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh nghèo khổ sầu. Nhưng Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả, ân đức dày giống ngã đành sao. Vậy mà tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nỡ nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cúng kinh, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghi cả thiên liêng, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ màu, chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để già dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phong. Sớm về điện ngọc chiêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Nhưng rồi lòng bao dung, Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết. Đúng trăng mười vào tiết trời đông, Mẫu Từ xuất hiện thần thông. Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh, là con yêu đàn tràng cúng kinh. Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ, đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Là con yêu đàn tràng cung kinh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ, đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy, từ từ đây quy hoàng Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai lành cây tàu lửa hương, hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông ngôn. Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu, kính lễ ngài kỳ Mẫu thành tâm. Mẫu ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vàng đại hương âm đức dày.
xứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an ninh, bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu quang phủ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền giọng bái, thọ trì kinh nhớ mãi thăm ân, mẫu từ cho xuất thanh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thao, gắng sức cháy tái tạo máu đi. Tùy giá phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hậu, sẽ ghi con tên thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tấm phàm phui sạch trở về diêu cung. Sự hiểu biết của con người là vô hạn, sự nhận biết của chúng con chỉ là hữu hạn. Nhưng đó là sự hiểu và nhận bằng cả cái tâm. Từ tận tấm lòng của chúng con đối với mẹ, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Phàm là con người, khi sinh ra đã có cái tâm, cái thiện và cả cái trí để hiểu và nhận. Nhưng chữ tâm, chữ thiện và cái trí trong khoảng thời gian ở cõi phàm trần để đặt đúng chỗ là điều không hề dễ. Bởi tham, sân, si luôn chế ngự trong lòng người, đã tạo ra ranh giới thiện và ác. Tuy mong manh nhưng không dễ bước qua. Song nói như vậy không có nghĩa là bế tắc, để rồi thả tâm mình vào chuyến xe chở ba khối tham, sân, si đi vào các lâu đài ác nhằm thỏa lòng trong ngắn hạn. Chúng con sẽ cố gắng tịnh tâm, bước lên thuyền vượt qua lòng tham, sân hận, ganh ghét và si mê để vào bến bờ thiện. Chúng con vẫn luôn nghe lời mẫu dạy. Con ơi, nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi thiền về sáng. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ, đường công danh hiệp đó rồi tan. Có chi mà dội mơ màng, cớ trời báo ứng hành tàn kiếp hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu bao hưởng thân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ ba đạo dễ lầm tà mê, nếu không tri đạo ly chánh truyền
trao dồi tánh mạng căn nguyên, dội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngự trị tâm hồn. Làm việc gì mẫu mực xét phân, trở nên tình bướng làm càng. Đọa thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoài mai sau. Sự phân định luật thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang dưỡng trà dai. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hãy đắng cay nghiệp lực khảo nhồi. Một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giam đất trời rõ thông. Chớ chán đạn thay lòng đổi dạ, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Trung chuyên thử thách tồn sanh, là đường tiên ra luật hành người tu. Chớ nghĩ tới giận thù oán ghét, chỉ đại hùng học phép từ bi. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con cháu rồng tiên. Đáp đền thất tổ cửu quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Nghiệp đời vô lắm quan khiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Các con nghĩ cho tường cắn kẻ, nếu không thì tình mẹ xa con. Đau lòng của mẹ tạo hồn, dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Khi con xuống trần gian lập hành, bị ngủ ma dù tánh mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn. Tuổi tên mẹ tao thượng tầng mãi gây tạo cuộc đời ghi qua, chịu luân hồi dai ra không ngừng. Con ơi lòng mẹ băn khoăn, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày chiếu màn đại hội, rồi các con chịu tội trước tòa. Cộng đồng tam giáo chẳng tha, luật hình sửa trị khó mà an thân. Bể xa đọa trầm luân địa ngục, bài ức
viện mới được đầu thai. Lắm trần nghiệp qua trả dài, cũng như mà kiếp đời nay tận cùng. Sự vay trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nợ phụ vong. Chiếu theo luật đạo cộng đồng, con mà bất hiếu khó mong bảo tồn. Đời mạt kiếp dương trần hỗn loạn, chúng ngu mô đủ hạng lắm con. Tạo hình dựng cốt mê hồn, vẽ tranh tiên Phật để con lạc lầm. Chúng quỷ kế giả hình tiên Phật, xưng vị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa lĩnh thuốc lú mê hồn, để cho chúng khiến các con theo tà. Mang lừa lọc sư tà ngoại đạo, ra tranh tài tam giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Dĩ như mẫu chúng còn bội bác, cho mẫu đây vào hàng đạo ta. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà lãng quên. Đồ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho ấm thân có được tu hành. Sanh tâm lòng già bất lành, chê bai Phật màu phải đành đỏ thân. Cơ ăn xá mặc tình thế sự, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách huyền, thần quan ta hộ đi liền chẳng sai. Con của mẹ ráng hiền nhẫn nhục, rèn đức ân phụ phục bể rồng. Tu là tu tánh tu tâm, chứ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thần mới vững còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã cõi trần con dễ, để ma dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, áo danh trục lợi chẳng còn mạng thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo, nên khai truyền lý đạo chân minh.
đó là cốt nhục thâm tình, để lầm mũi đạo chân linh mịt mờ. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn, quên căn mẫu tạo tiên ban, xuống trần dục lợi nghiệp mang chất chồng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh, nắng con nên dốc nên hình, linh quang bát bửu trong mình vạn năng. Kiếu kỳ ba luật trời mở hội, lập đạo màu cứu rỗi linh căn. Con ơi thoát khỏi đời mê, lo tu chuộc tội căn xưa đã làm. Các con có tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ mê si, vâng lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công quả mốt bòn đức hành, dùng công phu sửa tánh diệu hiền. Công trình găng chỉ cần chuyên, tam tông trọn vẹn thành tiên tại trần. Con ơi sự mất còn thành bại, cũng do lòng khôn dài mà ra. Căng tiên đừng để làm ma, uống công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mái âm dương xoay dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi. Ai thương bằng mẹ diêu trì, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa biên cao trời đất, sanh muôn loài vạn vật hữu hình. Cơ nay Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Sự báo ứng cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo khó mong sống còn. Đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào biết xót thương, mưu mô đủ kế gạt lường chúng sanh. Con của mẹ tiền cắn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đọa siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều lắm con. Chúng ẩn hiện tâm hồn dục mại, suy làm điều khờ dại ngu si. Chẳng cần tội lỗi vậy thì, con không định tánh khó trị ngu ma. Nó nhập phá làm xa căn kiếp ma,
hồn mang nghiệp muôn đời. Khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đò khó thời tình tâm. Kỳ mạt kiếp mẫu tầm lĩnh tử, trao cầm nang con giữ phong hành. Đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tánh hạnh lành cao thâm. Kỳ mạt kiếp thiên đình ân xá, là nhiễm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phổ độ trần hoàng, cũng là định luật xảy sàng hạ nguyên. Nay có mẹ đạo trời cái mở, cũng là kỳ xá tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình, kịp màn đại hội thiên đình thượng ban. Một kỳ chót máu hoàng chấn chỉnh, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, cộng đồng phân xử con hiền chớ. Nhìn đất nước gian sang con đó, để thức thời giác ngộ công phu. Hám mê danh lợi giống dù, rồi thân phải chịu ngục tù đọa mang. Ráng thức tỉnh trao dồi tâm tánh, thì nghiệp trần mới mong con ơi. Giang lao khổ cực khao nhồi, mà không nản chí mới người con tiên. Đời dây trả chẳng tồn tánh mạng, thường xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang, mà khi dễ đọa quả mang bên mình. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc về dánh lời mưu sinh. Anh em bạn hữu mất tình nghĩa nhân, gây chia rẽ ỷ tài tranh chấp, tạo hận thù khỏa lấp tình thương. Đó là bế nghĩa ba dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên. Mẫu chuyện căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quang kiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại ngôi viền căn xưa. Mẹ phân càng tiền căn cõi rễ, cầm nang thơ lưu rể sau này. Mong ngày đại hội rồng mây, các con đầy đủ về ngay phục châu. Mẹ mong đợi con đừng bê trề, luật sẵn sàng chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lại
thấy mỏi mòn, nắm dài cũng tới thất sơn hội trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn, mạng dọc ngang mẫu đưa luật trì ngợt ngang tình thâm. Tạm chức điện đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình, ơn dài tạo quá chân linh. Một kỳ trọng đại luật hình chuyển xây, mẫu tuy vô hình vô tướng nhưng cầm quyền năng thượng phạt nhân sinh. Nhưng mẫu cùng bao dung vô hạn, bởi lòng từ mẫu thương con mẫu, chẳng đành đoạn dứt tình thiên. Nhưng rồi mẫu đã nhìn thấy bá tánh bây giờ ốm đau bệnh tật, sinh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thải đều thọ nàng ê chề khổ. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn, nạn đói lạnh lầm than đau xiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Bởi thiên đình thần linh ngủ câu lệnh ban về trời, thế nhưng mẫu cũng chỉ dài lần cuối, ai tình ngộ lập đàn cung kinh, thọ trề kinh nghiêm chỉnh cung dường. Một ngàn muôn kiếp thoát được trăm luân. Kinh địa mầu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rong ra thần nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu